Xin chào cả nhà. Như thường lệ thì hôm nay thứ năm ngày 8 tháng 9 em lên clip giao ạ. Clip hôm nay thì có giao Sugimoto, sashimi của Masamoto, Takayuki, rồi Tesaku, Masamoto, Masahiro Hirotomo, Nakiri, rồi dao gọt, rồi một số mẻ dao khác, Hakiya, rồi các kiểu. Anh chị mua dao bên em thì sẽ nhận được một cây dao em mài bén sẵn. Em sẽ mài bén sẵn như cây trong video em test ha. Trong video thì em mài 1-2 cây thôi. Còn khi chốt đơn gửi hàng thì em sẽ mài hết ha, như trong các video em đăng á. Thì trước khi gói hàng thì em đều test kỹ rồi mới ship hàng ha. Em không có mài trước, em chỉ mài 1-2 cây. Đẹp ba. Đẹp ba đường mài của bên em ha. Em lên hôm nay là mã X ạ. Anh chị mua da bên em thì đơn trên 300 chuyển khoản free ship, dưới 300 thì chuyển khoản cộng 15k tiền ship. Ship code thì đơn đồng giá 30.000, trên 1 triệu em free ship ạ. Ship hàng, ship code thì anh chị được nhận hàng, xem hàng đầy đủ ha. Ví dụ như trong quá trình sai sót hoặc là vận chuyển gì á thì sai sót hoặc là sai giá hay là cái gì để chân nữa thì anh chị nhận hàng thì cứ phản hồi gọi lại cho em thì em sẽ giải quyết ha, giải quyết ngay lúc đó cho anh chị luôn, sửa đơn sai giá thì sửa đơn ngay lúc đó cho anh chị luôn ha. Nói chung mình nhận hàng thì xem hàng, được xem hàng, còn anh chị nào mua quen chỗ em rồi chuyển khoản thì free ship. Thì em bán dao cũng lâu á, nói chung một lần đăng bài thì khoảng 50 chuyển khoản, 50 ship code á. Mua quen rồi thì em luôn ship đúng hàng và mài kỹ cho nên anh chị yên tâm, cho nên đa số thì mua quen sẽ chuyển khoản hết. Mã em lên hôm nay là mã X600. Dao Đức ạ, Solion Germany Zivulin. Cây này 600 chép. Cây này nó có vài vết bám rỉ và nó hơi rỗ chỗ này ha. Đây ạ. Dài lưỡi 20,5, rộng 4,6, dày 0,36 cm. Ở trên nó còn 0,2, nặng 210 g. Cây này nó bị hư cái chốt anh chị. Nó hư một cái chốt, cán của nó là bằng nhựa, hư một cái chốt inox cho nên cái này em đổ keo dán lại rồi ha, keo dán gỗ khá chắc chắn. Anh chị về sử dụng không sao ha. Nói chung là thẩm mỹ thì vẫn cũng không tới nỗi nào, mà chất lượng lưỡi dao thì ok. Cây này còn 600. X2, tên hãng dập chìm của Phát 7 V1. Cái này V1 em đoán nó là thép ha. Tên hãng dập chìm 700, da 3 lớp, lõi thép carbon, ớp không rỉ, khâu liền, cán gỗ phun tan. Dài lưỡi 20,2, rộng 4,7, dày 0,18. Vì Giotto, dán dao Giotto, cán gỗ. X3 500, cây Kia dòng Super Zero, da 1 lớp, thép không rỉ 500, dài lưỡi 18,2, rộng 4,6, dày 0,2 cm. Cây này cái cán của nó là ốp nhựa và nó hơi hở khoảng 1 dăm ha. Hơi hở cán khoảng 1 dăm, full tan. X4 ạ. X4 500 Kia, tên hãng. Cây Kia này là tên hãng của nó là in mực dạ. Nó in mực ạ. 500, da 1 lớp, thép không rỉ. Dài lưỡi này cũng cùng dòng nè. Edelweiss
Super Zero anh chị. Có cùng dòng Super Zero Edelweiss. Dài lưỡi 18,3, rộng 4,7, dài 0,2 sang khâu liền. Cây này cán cũng kiểu gì nhựa ABS, nhựa tốt ha. Cán đẹp. X5 300 tên hãng dập chìm. Cây này bị rổ đây xíu, bị rổ dưới khâu nè. Lấm tấm 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 đen ha, cái này vệ sinh không ra được nha. Cái này bị bám rỉ, da một lớp thép không rỉ. Dài lưỡi 16,6, rộng 4,7, dài 0,16 xăng. Ốp kim loại ạ, cán gỗ mun, cán gỗ đẹp chắc chắn. X6 307 tên hãng dập chìm. Dao 3 lớp loại thép carbon, ốp không rỉ, dao dày ha, dao khá dày. Dài lưỡi 16,9, rộng 4,6, dài 0,24 xăng. Dao là khá dày ạ. Cán gỗ. Cái cán chỗ này có vết rạn nhẹ dưới này xíu anh chị. X7 350 tên hãng dập chìm. Da 3 lớp loại thép carbon, ốp không rỉ. Vỏ thép carbon thì khi mình sử dụng nó sẽ ngã màu như thế này ha anh chị. Nó ngã màu sẫm như thế này. Dài lưỡi 16,5, rộng 4,5, dài 0,17 xăng. Cán gỗ ạ. X18 950 da 1 lớp của Sugimoto. Dao Sugimoto thì thép giấy trắng, tên hãng dập chìm. Dài lưỡi 17,9, rộng 3,8, dài 0,17 xăng. Cán gỗ. X9 380 của Kai, tên hãng dập chìm. Dao một lớp Kai nội địa. Dao một lớp Kai nội địa thép carbon. Thường thì này sẽ là thép nếp bông Nhật Bản ha. Dài lưỡi 16,8, rộng 2,4, dài 0, rộng 4,4, dài 0,14 xăng. Khâu liền cán gỗ phun tan. Cán gỗ những cái dòng của dao carbon á, cái cán của cán gỗ của dao cai á, nó rất là chắc chắn ha, chống thấm nước luôn á. Cán gỗ nhưng mà nó không có thấm nước nhiều. Cái dòng dao này nè. X10 350 dao carbon ở gì dao cai. Da 3 lớp loại thép carbon. Này bám rỉ thôi, nó có vài vết bám rỉ li ti. Này mài lên vẫn cắt bình thường ha, nó không bị sượng đâu. Dài lưỡi 16,8, rộng 4,7, dài 0,2 xăng. Cai ạ. Này đề chữ là stainless mà ta. Dao này lõi thép không rỉ. Cái lõi, cái lưỡi nó bị bám rỉ thôi. Ốp kim loại ạ, cán gỗ. X11 da một lớp của Kai, thép molybdenum Sekimagoraku. Cây này gần như mới, da mới nó tầm 2-3 triệu gì đấy. Dài lưỡi 16,7, rộng 4,7, dài 0,2 xăng. Cán kim loại, cán kim loại rỗng, cầm đầm tay, cầm nó cân bằng ha, cân bằng giữa cán với lưỡi. X12 400 tên hãng dập chìm. Da 3 lớp loại thép carbon, ốp không rỉ ạ. Loại thép carbon, ốp không rỉ. Dài lưỡi 16,8, rộng 4,2, dài 0,17 xăng. Cán đẹp ạ, cán của nó màu hồng ha. Cán cong rất là đẹp. Phun tan. X13 450 Hirotomo. Con ngựa chữ A ha. Chữ A thường là thép giấy xanh, mà cái này là dòng loại thép nó cũng carbon, thường là thép giấy xanh ạ. 3 lớp loại thép carbon, ốp không rỉ. Cán này có hơi hở một chút xíu. Dài lưỡi 14, rộng 3,7, dài 0,17 xăng.
Cây này phần lưỡi nó có hơi dăm nhẹ một chút xíu anh chị ha. Khi em mài nó sẽ hết nha. Cây này chưa mài cho nên nó còn hơi dăm phần lưỡi. X14 ạ, 300. Này của Pháp phải Ly A Corburis. Da 3 lớp loại thép không rỉ, ốp không rỉ. Dài lưỡi này 3 lớp. Dài lưỡi 14, rộng 3,4, dài 0,17 cm. Cán của nó rất là đẹp ạ. Cán của nó màu đẹp ha. Bo tròn đẹp, cán chắc chắn, vân đẹp. Dao này bổ hoa quả vừa. X15 300. Dao đẹp 3 hai mặt. Tên hãng dập chìm ở phía bên này ha. Còn tên hãng dập chìm. 3 lớp. 3 lớp lõi thép carbon ốp không rỉ ạ. Còn bên này thì in mực bắn laser. Cái nó có cái vài cái vân vân, cái đốm đốm chỗ này nè. Cái này là lớp để bảo vệ lưỡi á. Lớp ram để bảo vệ lưỡi cho nên không có vệ sinh sạch. Cố tình không vệ sinh sạch hơn chị. Tại để đó thôi. 300. Dài lưỡi 10,8, rộng 3,5, dài 0,34 cm. Khâu của nó là khâu nhựa cán gỗ. X16 150. Tên hãng dập chìm, dao một lớp thép carbon, dài lưỡi 10,4, rộng 3,4, dài 0,14 cm. Cái này cũng kiểu dáng đề ba hai mặt, dùng để lóc á. Lóc vào hoa quả. Cán gỗ khâu nhựa. X17 350 của Vostop á, Germany Vostop. Cây vớt top này là dáng nó hơi dài ra một chút xíu anh chị, nó gãy mũi ha. Cây này mũi sữa nè, sữa mũi mũi sữa. Dài lưỡi 12, rộng 3,7, dài 0,31 cm. Khâu liền cán nhựa full tan. Những cái dòng này thì dáng châu Âu. 350 ạ. X18 250, da 3 lớp, lõi thép VG ốp không rỉ, lõi thép không rỉ ốp không rỉ luôn VG. Dài lưỡi là 13, rộng 2,7, dài 0,13 cm. X19 500. Cây cây sinh dòng Sora. Cây sinh VG10 Sora. Dao 5 lớp lõi thép VG10. Dài lưỡi là 8,7, rộng 2, dày 0,14 cm. Cán nhựa. Dòng cây sinh thì Sora này á, dòng Sora mình mua hàng dao đã qua sử dụng, mình gặp Sora, gặp Classic rồi chứ ít khi nào gặp Premier với KZ rồi á. Còn Hero, Fuji là khỏi luôn. Những cái dòng này thì nó cũng cao cấp nhưng mà mấy dòng kia cao cấp quá mình không có gặp luôn. X20 250. Dao một lớp thép carbon. Cây này của Musashi. Dòng Musashi này khá là mất tiền ạ, khá là đắt. Một cây dao của nó chắc 5-7 triệu, 10 triệu ạ. Cây dao lớn, cây này dao nhỏ ha. Tên hãng dập chìm. Dập chìm hai mặt. Ở cái chữ sau này là dập không thấy gì luôn. Đố mà dịch được. Khâu liền cán gỗ phun tan. Cây này nó bị hở anh chị. Hở chỗ này khoảng ly rưỡi nha. Em dùng keo dán gỗ dán lại ha. Nói chung về mặt thẩm mỹ thôi. Đấy. 250. X21 200. Da một lớp thép không rỉ. Cây này không có logo ạ, bị mất logo. Dài lưỡi 11,3, rộng 2,3, dài 0,19 cm. Khâu liền, cây này cán nhựa.
cán nó có vết rạn chỗ này mọi người, có vết nứt ở đây ạ. Cây này em bán 180 nha. Cán nó có một vết chỗ này, cán là bằng nhựa, nhựa này giống như nhựa châu Âu, nhựa mấy cái dao đất á. X2280.000 này của Lê Mình, cây kết da một lớp, dao gọt thép không rỉ, dài lưỡi 10,5, rộng 2,3, dài 0,1 cm. X23-100 da một lớp này, ta phu cút một lớp thép không rỉ, dài lưỡi 11,8, rộng 2,8, dài 0,12 cm, cán gỗ. X24-180 này của Kitchen Air, dao sứ, dao gọt sứ có vỏ thôi, cán của nó khá là chắc chắn. Dao sứ thì dao gọt dùng tiện lắm mọi người. Nó mình gọt trái cây thì đứt thì cũng bén ok, nhưng mà nó vào thịt da đó. Nó không có bén nhạy vào thịt da giống như dao thép bằng thép, dao bằng sứ thì mình cứ xài hoài ha. Nó lâu cùng lắm. Nó lâu cùng hơn dao thép rất là nhiều. Tại mình không có yêu cầu độ bén nó cao á. Những cây này là em mài không tét giấy thì tét giấy dày ha. Nó cắt thì nghe sột chứ không có nghe mịn. Cắt được thôi chứ không phải là cắt bén ha. Kitchen Air nhưng mà xài thì bền ngon. 180 cây này ạ, dài lưỡi là 7, rộng 2, dài 0,12 cm. Dài 0,12 có nắp, mình đi đâu mang theo cũng tiện ạ. Màu cũng đẹp. X25-150 dao của Pulai, dao một lớp thép không rỉ, dài lưỡi là 7,5, rộng 2,1, dài 0,1 cm. Cái này dao gọt luôn ạ. Chỗ này có hơi bẩn xíu. Cái có nắp ha. Cái nắp này cũng đặc biệt. Cái màu của nó là màu kem cho nên nó dễ dơ anh chị. Nó nhìn cái này em cầm qua cầm lại cho nên nó hơi bị dơ, nó dính bẩn xíu. X26-70.000. Cây này không có logo mà nó hơi rổ xíu. Dài lưỡi là 8,8, rộng 2,2, dài 0,08 cm. Bị bám rỉ cái lưỡi nè. X27 Yanagiba của Masamoto, 1,8 triệu ạ. Masamoto này phải nghiệm dữ lắm nó mới ra chữ Masamoto ha. Này có một gạch ở đây, gạch đây, gạch đây, gạch qua đây. Đấy. Này chữ Masamoto. Dao bát giác khâu sừng, có cái dấu ở sau nữa. Dao hai lớp, dài lưỡi của nó là 28,7, rộng 2,8, dài 0,45, nặng 170 gram. Dao khá dày, dao Nagiba khá dày ạ. Hai lớp thép carbon này thường là thép giấy trắng ạ. X28 cũng Masamoto. Cái này 800. Thép Yasugi. Dài lưỡi là 20,6, rộng 2,6, dài 0,4 cm. Này cũng cán gỗ khâu sừng. Hai lớp thép carbon. 800 ạ. X29-680 này của hãng con hạt nữa anh chị ha,
này dính bẩn thôi. Này chỗ này dính bẩn hay lau ra hơn chị? Dao ghi ô tô một lớp thép carbon 608 ạ. Dài lưỡi 24,3, rộng 5, dày 0,18 ạ. Nặng 220 g. Khâu liền cán gỗ phun tan. X30 900. Tên hãng khắc thủ công khắc chìm. Cây dao đề ba lớn 2 lớp. Một mặt dành cho tay phải. Dài lưỡi là 18,1, rộng 5,5. Dày 0,9, nặng 330 g. Dao đề ba. Khâu sừng cán gỗ, cán nó có vết nứt ha. Có vết nứt nhẹ. Khâu sừng chỗ này cũng có vết rạn nè. Cái vết này thì em đã xử lý qua keo ha, keo AB ha. Dùng chắc chắn ha, không lo rớt cái cán đâu. Những cây này đa số là người ta đổ keo hết. Đổ keo chắc chắn. Có thể dùng chặt và băm mà chặt gà được. X31 550. Dao cay. Cây này thì nhìn nó vậy anh chị, nó là nguyên zin của nó. Màu này là màu nguyên zin của nó. Màu còn lớp ram. Nó sẽ hạn chế rỉ. Những cái vết này là vết bám rỉ nhẹ ha. Này vệ sinh, em vệ sinh thôi. Em vệ sinh chà sơ thôi cho nên nó vẫn còn hơi lấm tấm. Còn cái vết nâu nâu đó là vết ram để bảo vệ lưỡi dao đỡ bị rỉ. Dài lưỡi 15,4, rộng 5,1, dày 0,7, nặng 230 g, khâu nhựa cán gỗ. Những dao thế này gọi là dao mới nha anh chị. Còn những dao mà dao bóng mà em hay dọn đó là dao cũ. Là dao mà em dọn. Dao này cũng là một trường hợp của mới nè. Cái này cũng một trường hợp của mới. Cái này cũng không dọn gì, nó về nó vậy. Này là dòng thép không rỉ. X32 950. Cho em xem lại, nó phải phép không rỉ không ta? Dòng thép không rỉ 950, tên hãng khắc thủ công khắc chìm. Dao 2 lớp. Khoan, sao nó không rõ ta? Dao 1 lớp. Thép không rỉ. Khâu gỗ ổn định, cán gỗ 950 ạ. Dao này 2 lớp ạ. 2 lớp thép. Cây này đặc biệt một cái là dao dẫn dòng này là đa số là thép carbon hết. Nhưng mà nó không biết nó về kiểu gì mà nó không có bị bám rỉ, còn rất là mới luôn chị. Dao này là trong lô đã qua sử dụng nữa ha. Rất là đẹp. Cán gỗ. X33 800. Thép giấy xanh. Dao 3 lớp loại thép giấy xanh. Có chữ giấy xanh ở đây anh chị, nó khá là nhỏ. Chữ giấy xanh khá là nhỏ. Đố nhìn được. Nhìn ở ngoài còn khó, không biết quay đồ. Mọi người có nhìn được không? 3 lớp loại thép giấy xanh. Ớp kháng rỉ. Dài lưỡi là 15,9, rộng 5,1, dày 0,4. Ốp nó cũng có rỉ nhưng mà rỉ nhẹ hơn cái thép giấy xanh ha. Cán của nó là kiểu cán gỗ trúc. Chỗ này có vết hở, vết rạn nhẹ. Vết rạn này nếu anh chị yêu cầu thì em sẽ xử lý keo AB vô ha. Này không để ý. Để em xử lý keo AB vô cho nó chắc. 800 cây này. X34 750 của Takayuki, tên hãng dập chìm.
thép Nhật Bản không rỉ. Chữ này là chữ màu đỏ nè anh chị, những cây dập chữ màu đỏ ha, mà cái này nó bị trôi mất cái màu đỏ rồi. Tên hãng dập chìm có rãnh chống dính và một lớp thép không rỉ, khâu liền cán gỗ, dài lưỡi 17,5, rộng 4,5, dày 0,2 xăng ạ. X35-600. Cây này là thép AUS-8A của Teisaku. Chữ này chữ Y mọi người. Mọi người bấm cái này cũng lên trên, nó cũng lên mạng ha. Cây này tầm 2,5 triệu một cây, AUS-8A. Da một lớp thép AUS-8A không rỉ, dài lưỡi 17,8, rộng 4,5, dày 0,2 xăng, khâu liền cán gỗ full tan. Cây này như mới luôn mọi người, rất là đẹp ha. Cái màu nó rất là đẹp. X36-500 Masahiro, tên hãng dập chìm Masahiro 500 ạ. Da một lớp thép không rỉ, dài lưỡi 16,8, rộng 4,8, dày 0,21 xăng, khâu liền cán gỗ full tan ạ. Dòng cán gỗ này khá là đẹp ha. X37-38-39 là cùng hãng Hirotomo, cùng dòng Hirotomo. Ê, cây này có vết nứt ta. Cây này em bán 380 là không tính có vết nứt nha. Có vết nứt bán nhiều trời. 280. Cái này có vết nứt mà không thấy. Có vết nứt ha, ở dưới này. Dưới này thì mình cũng ít sử dụng nè. Nhưng mà có vết nứt mình mài lên, mình cắt cũng bình thường. Này em sale còn, em sale cây này còn 250 đi mọi người, sale luôn 250 nha. Hirotomo 3 lớp loại thép không rỉ, ốp không rỉ. Chỗ này cũng có vết nè. Nó bị khoảng 2 ly phần lưỡi ạ. 250. Mình dùng cắt thì bình thường không thấy gì đâu mọi người. Em khi em quay em mới thấy chứ bình thường cũng không thấy được. Tên hãng dập chìm. Dài lưỡi 17, rộng 4,4, dày 0,16 xăng. Khâu liền cán gỗ phun tan. X38-350. Này da 3 lớp loại thép không rỉ, ốp không rỉ. 350 Hirotomo. Dài lưỡi 16,5, rộng 4,6, dài 0,17 cm. Cán gỗ ạ. Chỗ này có vết rạn nhẹ chỗ này ha, nhẹ thôi. Nó full tan cho nên nó bình thường thôi mọi người, nó không có bị ảnh hưởng gì đâu. X39-500 Hirotomo. Này thì không bị nứt ha. Những cái vết này là cái vết mài thôi. Này da một lớp vết mài. Da một lớp thép không rỉ 500. Hirotomo, dài lưỡi 16,5, rộng 4,9, dài 0,17 cm. Khâu liền cán gỗ full tan. X40-450, tên hãng dập chìm. Cái này tên hãng của nó thường nó sẽ màu vàng á mọi người, nó hơi vàng vàng á. 450 da 3 lớp loại thép carbon ốp không rỉ, dài lưỡi 16, rộng 4,9, dày 0,16 cm. Cán gỗ ạ. Cán gỗ đẹp. X41-403. Cái này của Pure Life, 2 carbon vanadium, tên hãng dập chìm Nakiri. Một lớp thép không rỉ, dài lưỡi 16, rộng 4,7,
dày 0,17 xăng, ốp kim loại cán gỗ này có hơi hở nhẹ xíu ha, dăm này hở nhẹ xíu, cán gỗ đẹp à. X21, X42, 300 tên hãng dập chìm của vùng Seki. Dài lưỡi 16,5, rộng 5,1, dài 0,13 xăng. Da một lớp thép không rỉ. Khâu nhựa cán gỗ, cây này sửa lưỡi hơn chị. Cái lưỡi này, cái này là sửa lưỡi. X43, 400 tên hãng dập chìm. Da một lớp, cây này như mới, thép không rỉ. Dài lưỡi 16, rộng 5,1, dài 0,18 xăng. Dày đều 0,18 xăng. Khâu nhựa cán gỗ 400 dao như mới. X44 450 tên hãng dập chìm. Da 3 lớp loại thép carbon, ốp của nó kháng rỉ nhẹ ha. Cũng có rỉ, dài lưỡi 16,5, rộng 5,3, dày 0,37 xăng. Cái bảng khá rộng, dao này khá đầm tay ạ, 0,37, ở dưới này là 0,37, ở trên này còn 0,2, khá là dày, dao thủ công khá dày và đầm tay. Khâu nhựa cán gỗ X45, 800 thép giấy xanh, dao 3 lớp lõi thép carbon, ốp kháng rỉ, dài lưỡi 16, rộng 5,1, dày 0,36 xăng. Thép carbon, khâu nhựa cán gỗ, cán gỗ chỗ này có vết rạn nhẹ, này có vết rạn nhẹ ha, hai vết ở cán. 86, 500 tên hãng khắc thủ công, khắc chìm này, cái phần lưỡi dao người ta xử lý kiểu này ha, cái kiểu vân, gần như vân búa ấy. Khá là đẹp. Dài lưỡi 16,7, 16,5, rộng 5,1, dày 0,42, ở trên còn 0,25 ha. Dao khá dày, đầm tay. Khâu nhựa cán gỗ X47, 350 tên hãng khắc thủ công, khắc chìm. Da 3 lớp loại thép carbon, da thép carbon, ốp carbon luôn á. Dao này mỏng hơn nè, khoảng ly ở trên thôi. Dài lưỡi 16, rộng 5,1, dài 0,37 xăng. 0,37 là chỗ lớn nhất á, quýt lên trên còn 0,1. Khâu nhựa cán gỗ ạ. X48 500 tên hãng dập chìm, da 3 lớp, da 3 lớp lõi thép carbon, ốp không rỉ luôn ạ. Là thép carbon, ốp không rỉ. Dài lưỡi 16, rộng 4,8, dày 0,34 xăng. Dày 0,34 xăng. Cây này cán gỗ thay ạ. Gỗ thay, em có xử lý đổ keo để cho nó chắc cái dao ha. X49, 550, da 3 lớp loại thép, cây này là Swiss, là thép Thụy Điển. SWW em đoán ha, này là thép SWW, thường là Swiss, là thép Thụy Điển. Nó chắc khoảng 90% á. Tại em cũng chưa gặp cái cây nào mà ép với đất này. 550 ạ, 3 lớp loại thép không rỉ, ốp không rỉ, vân đẹp. Dài lưỡi là 16, rộng 4,4, dài 0,15 xăng. Cán gỗ full tan, ốp kim loại. Có vết đầy xíu ha. Sau đây em xin kết thúc video ạ. Cảm ơn chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.